Bây giờ đông lại, xin chào anh em. Cửa hàng đang gói hàng cho khách. Gói hàng cho khách gửi đi Nam Định. Vừa nghe nhạc, vừa quay. Mời các bác cùng nghe. Đôi loa Technic SV6 đang để giá mức giá 4.8 triệu thôi. 4.8 triệu. Hàng bãi zin luôn, cửa hàng chỉ thay mỗi gân. Nói chuẩn luôn cho anh em nhé, thay mỗi gân. Anh em về sẵn dùng. Anh em về sẵn dùng, nghĩa là cũng bớt được kinh phí đi khoảng rẻ nhất là 3 đến 500 nghìn so với cái việc anh em đi thay gân và mất công đi. Cửa hàng cứ phải nói thật để nói chia sẻ để anh em nắm được cái tình hình. Chứ không thì nhiều khi là không, nhiều bác không hiểu được là cái giá trị của thay gân như thế nào. Bởi gân nếu mà mình thay trước thì sẽ không phải thay sau này. Nếu anh em hát karaoke nó mạnh. 4.8 triệu. Anh em mua gọi điện trực tiếp hoặc đến cửa hàng giao lưu. Số điện thoại trên tấm biển màu đỏ kia. Anh em nghe nhạc vàng, nhạc bolero thánh thót rõ từng lời, từng chi tiết luôn. Với đôi loa Technic SV6 này. Loa cấu tạo là bát màng trống nên là đánh rất mạnh. Bát màng trống nhá, mic trống, chép trống, tinh chỉnh trên loa. Sản xuất tại Nhật. Loa chiều cao tầm 60, bề ngang tầm khoảng 36, bề sâu tầm hơn 30. Càng nói qua về thông số xem nào. Loa nguyên chất bãi không bông má các bác nhá. 75W đến 120W loa sản xuất tại Nhật Bản. Đã quay phía sau này. Bên băng dính nhá, bên băng dính. Nó chỉ sơn đi một nó chỉ mất cái lớp sơn ở ngoài mỏng dính một tí tí nhá. Góc cạnh sẽ có xước sát không tránh khỏi đâu. Nhưng mà hình thức là tương đối đẹp. Đấy, tương đối đẹp luôn. Hàng bãi không bông má, nguyên bản luôn. Đôi loa này thì có sở trường là đánh cả nhạc mạnh. Nó cái hay của cái đôi loa này là anh em nghe nhỏ bát nó vẫn nảy. Bát rất nảy sâu. Chính vì vậy mà cửa hàng mới khen nó rất nức nở luôn. Kể cả anh em lên mạng xem bất kể kênh nào trên YouTube bán đồ âm thanh cũng sẽ khen đôi loa này tới bến. Bởi vì thực tế là nó xuất sắc với chất âm. Ba giải xuất sắc, chép rất tơi, tiếng rất xèo xèo luôn. Mời anh em nghe to hơn. Một ngày đầu thu, nghe chân ngựa về chốn xa.
rất xuất sắc, lời hát đồng ấm, rất dễ nghe, đưa vào đôi tai. Mời các bác nghe một chút nhạc cùng lời. Nhẽ ra một đôi loa nó hay như thế này, mình phải nhẽ ra đôi loa là phải bị đẩy giá, nhưng thực tế là nó không bị đẩy giá thế nào. Một đôi loa tuyệt phẩm về chất âm anh em. Giải bát, kể cả anh em nghe nhỏ đôi loa này bát vẫn xuống rất sâu nha. Cao tròn 60. Tròn 60. Trên loa nó đều có che chắn hết rồi, có lưới che rồi. Một đôi loa mà không cần làm lắp che thế này mình thích nhỉ anh em này, bởi vì mình đã nhìn thấy củ loa hết thì có gì nó đẹp nó hiện hết ra. Còn nếu mà những đôi loa như thế này mà lại lắp che vào thì các bác không nhìn thấy cái gì. Bát đánh rất ấn tượng, đấy là cái đặc biệt của đôi loa này. Hàng zin chất vải sẽ có sơn khát tí ti, đây là một tí băng dính nó bám vào nhá. Bát đánh quá lận sâu luôn, bát đánh quá sâu. Đôi loa này nghe nhạc hát karaoke cùng to nặng, cùng to nặng các bác nhá. Giá 4.8 triệu cho anh em, giá tại cửa hàng. Anh em cứ gọi điện khen buộc hàng, cứ đến khen buộc hàng. Hàng đảm bảo chạy hoạt động hoàn hảo cho anh em. Ba loa ok, chỉ đi thay mỗi gân xin nhắc lại anh em từ đó.
Vâng, xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bác. Clip cũng khá dài. Xin nhắc lại đôi loa Technic FB6 hàng bãi zin, chiều cao là 60 đến ngang 37, chiều sâu là 30, không to nặng. Giá 4.8 triệu cho anh em chơi. Bass 25, màng trống, mic trống, test, phẳng. Trên loa có tinh chỉnh.